Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng chuyên mục thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 đã được phát động trên cả nước, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mở đầu chiến dịch tình nguyện hè năm nay, tỉnh đoàn thanh niên tổ chức ra quân tại xã Cần Yên, huyện Hà Quảng. Nội dung phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về không khí, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ trong buổi ra quân chiến dịch này. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 được triển khai từ tháng 4 đến tháng 8 trên địa bàn toàn tỉnh, với một chương trình và 4 chiến dịch, gồm chương trình tiếp sức mùa thi và chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, để phù hợp với từng đối tượng đoàn viên thanh niên. Đây là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng lớp thanh niên có lối sống đẹp, có bản lĩnh, có trí tuệ, có tri thức, có kỹ năng thực hành xã hội và có sức khỏe. Đồng thời, qua chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cũng góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, hội, khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn, hội trong thanh niên và trong xã hội. Để thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và đặc biệt là vai trò của tổ chức đoàn, hội, đội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động vì đàn em thân yêu, thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024, cũng như động viên, khích lệ kịp thời những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng vươn lên trong học tập. Tại lễ ra quân, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh có dành tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, gồm 300.000 tiền mặt và tặng quà kèm theo cho các em học sinh vượt khó học tốt của trường tiểu học và trung học cơ sở Cần Yên. Những phần quà ý nghĩa đã được trao đến các em, tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn. Đó là sự đồng cảm, chia sẻ của những người anh, người chị đi trước dành cho đàn em của mình. Anh Hoàng Văn Huỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cần Yên đã bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Theo anh Huỳnh, được sự giúp đỡ về mặt vật chất của các đơn vị hảo tâm, thì toàn thể đoàn viên trong xã sẽ quyết tâm ra sức cùng bà con nhân dân xây dựng công trình giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đối với xã Cần Yên thì rất là vinh dự là năm nay được tỉnh đoàn chọn là điểm ra quân tình nguyện hè năm 2024. Chương trình tỉnh chọn ấy thì giúp đỡ và hỗ trợ bà con nhân dân trong việc là phát triển xây dựng nông thôn mới, là hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Và trong việc xây dựng nông thôn mới thì có chương trình di rời chuồng trại ra xa nhà ở, thì hỗ trợ cho 9 hộ gia đình để di rời chuồng trại ra xa nhà ở. Và thêm nữa là trong chương trình này thì có hỗ trợ được 20 em học sinh khó khăn vượt khó để trong học tập. Và đối với bản thân tôi là một đoàn viên trong xã thì cũng với bằng sức trẻ nhiệt huyết của mình thì cùng với các bạn đoàn viên trong xã cùng nhau phát huy vai trò của tuổi trẻ, cùng tham gia thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, cũng như trong chương trình tình nguyện hè này cùng các bạn đoàn viên sẽ tham gia bằng ngày công lao động để giúp bà con nông dân đổ đường bê tông nông thôn, và cùng bà con sẽ giúp bà con hỗ trợ là xây dựng chuồng trại ra xa nhà ở. Tại buổi lễ ra quân, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng 289 Cao Bằng đã hỗ trợ 12 tấn xi măng để làm đường bê tông nông thôn tại xóm Lũng Chi, xã Cần Yên. Hỗ trợ 8 tấn xi măng cho 9 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng chuồng trại gia súc, gia cầm hợp vệ sinh, di rời ra xa nhà ở. Nguồn kinh phí này được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, được các tổ chức đoàn vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ. Tuyến đường này trước kia là đường đất, địa hình dốc cao. Những ngày mưa, đường trơn trượt, người dân rất khó đi lại. Xuất phát từ thực tế đó, huyện đoàn Hà Quảng đã đề xuất với tỉnh đoàn thanh niên tổ chức chương trình tình nguyện làm con đường bê tông giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn. Sau khi khảo sát, Ban thường vụ tỉnh đoàn nhận thấy tuyến đường đủ điều kiện để ra quân chiến dịch tình nguyện hè, quyết định huy động đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, quân sự, biên phòng, đoàn viên huyện Hà Quảng
cùng bà con nhân dân tham gia làm đường. Sau một buổi lao động hăng say với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, tuyến đường dần được hoàn thành. Hoạt động lần này đã thể hiện được sự xung kích của tuổi trẻ 4 đơn vị trong triển khai các hoạt động ở cơ sở, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, có trọng tâm, để lại ấn tượng của màu áo xanh tình nguyện trên những công trình. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của tỉnh đoàn Cao Bằng về tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, thì Ban Thường vụ huyện đoàn Hà Quảng đã thực hiện triển khai kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên thanh niên của các xã, thị trấn để tham gia lễ gia quân, đảm bảo số lượng cũng như là về chất lượng. Và chúng tôi cũng đã phát huy cái tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và huy động đầy đủ số lượng đoàn viên thanh niên, cũng như triển khai các cái hoạt động và về công tác chuẩn bị để đảm bảo cho lễ gia quân được thành công tốt đẹp. Và đến hôm nay thì lễ gia quân đến thời điểm này thì đã khá là thành công, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ tiến hành đổ bê tông đoạn đường giao thông nông thôn tại xóm Lũng Chi, cũng như là tiến hành các cái nội dung khởi công ngôi nhà hạnh phúc, cũng như là tuyên truyền về các cái hoạt động phòng chống đuối nước cho học sinh và các cháu thiếu niên nhi đồng. Đoàn viên thanh niên của huyện Hà Quảng thì rất phấn khởi và đã tích cực tham gia các cái hoạt động trong công tác chuẩn bị, cũng như là sẵn sàng để bỏ sức người, cũng như là tham gia các cái hoạt động làm đường đảm bảo theo cái kế hoạch đã đề ra. Còn đây là lễ khởi công xây dựng công trình ngôi nhà hạnh phúc, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại xóm Kim Cúc, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng. Gia đình em Hoàng Văn Sự ở xóm Kim Cúc, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng có 5 anh em thuộc diện gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Bố mẹ mất sớm, Sự phải nghỉ học để kiếm thu nhập hỗ trợ các em. Hiện nay, 5 anh em Sự đang sống cùng nhau trong một căn nhà bằng gỗ đã xuống cấp. Nhằm giúp các em vượt qua những khó khăn, ổn định nhà ở để các em yên tâm học tập, tỉnh đoàn Cao Bằng đã kết nối, kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ xây nhà cho các em. Cụ thể, đơn vị Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam hỗ trợ 80 triệu đồng, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên hỗ trợ 50 triệu đồng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng hỗ trợ 20 triệu đồng. Tổng các nguồn lực hỗ trợ là 150 triệu đồng. Hiện nay, công trình đang được tiến hành thi công, xây dựng và dự kiến hoàn thiện vào tháng 7 năm 2024. Những công trình, những món quà thiết thực, ý nghĩa đến với 5 anh em Hoàng Văn Sự không chỉ thể hiện sự quan tâm về vật chất, mà còn là nguồn động viên về tinh thần, tiếp thêm động lực để 5 anh em vươn lên trong học tập cũng như lao động sản xuất. Em cảm thấy rất vui được các anh chị tặng cho em một ngôi nhà. Em sẽ cố gắng nuôi các em nhỏ, trở thành con người có ích cho xã hội. Em có ngôi nhà như này là phải tốt hơn, không mưa rột, năm anh em sẽ có chỗ ở để tốt hơn. Các hoạt động tình nguyện hè năm 2024 sẽ được tổ chức tại các huyện nghèo, địa bàn có dân tộc thiểu số ít người sinh sống, xã điểm về đích nông thôn mới. Trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phấn đấu hoàn thành 12 chỉ tiêu cơ bản trong toàn đoàn, chẳng hạn như thành đoàn tu sửa ít nhất 30 km, làm mới ít nhất 6 km đường giao thông nông thôn, vận động xây dựng 2 nhà nhân ái, nhà bán trú, xây dựng 2 tuyến phố văn minh, đáp ứng đủ tiêu chí an toàn tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình và thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, giới thiệu 1.000 thanh niên có việc làm, lao động bảo vệ môi trường, trồng cây, gia quân tình nguyện, giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai, hỗ trợ di rời chuồng trại gia súc ra xa nhà ở, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng công trình nước sạch, xóa nhà tạm, nhà rột nát. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện hè. Có thể thấy, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ đã làm cho những ngày hè tình nguyện thêm ý nghĩa, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội và ngày càng hướng đến nhiều hơn về lợi ích của cộng đồng. Kính thưa. Thank you.
nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Thì trong chiến dịch hè này, các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh Cao Bằng phấn đấu sửa chữa ít nhất 30 km, làm mới ít nhất 6 km đường giao thông nông thôn, vận động nguồn lực để xây dựng ít nhất 2 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quang đỏ, trồng mới trên 80.000 cây xanh, hỗ trợ triển khai hiện thực hóa 70 ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho trên 1.500 đoàn viên thanh niên. Thì bên cạnh đó, đối với hoạt động gia quân hè cấp tỉnh thì chúng tôi cũng đã triển khai một số phần việc hết sức cụ thể. Thứ nhất là cũng đã tổ chức gia quân làm đường giao thông ở trên địa bàn xóm Lũng Chi, xã Cần Yên, huyện Thông Nông, vận động các nhà tài trợ ủng hộ trên 20 tấn xi măng cho các hộ gia đình trên địa bàn xóm Lũng Chi, xã Cần Yên, huyện Thông Nông để hỗ trợ di rời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà. Bên cạnh đó thì cũng đã khởi công ngôi nhà hạnh phúc cho gia đình em Hoàng Văn Thành, xóm Kim Cúc, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng. Thì đây là những cái hoạt động hết sức là thiết thực, ý nghĩa, thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chương trình khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 đã chính thức bắt đầu. Một chiến dịch mang theo nhiệt huyết, bản lĩnh, tinh thần xung kích của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Cùng với ý chí, quyết tâm, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hứa hẹn với nhiều kết quả tích cực. Khoác lên mình màu áo xanh, càng khơi thúc trái tim của hàng ngàn thanh niên tình nguyện, đang vào chung nhịp đập của tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Và chúng ta, những người trẻ, hãy hướng về nhau để có một mùa hè đầy ý nghĩa. Đó là hành trang để mỗi đoàn viên thêm lạc quan, thêm tin yêu vào cuộc sống và sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 khẳng định trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ trong quá trình đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết cho sự phát triển của quê hương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời lượng cho chuyên mục thanh niên đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.